Damel cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi khoai lang ủ, chiên câu cá mè trắng, mè bò và cá trôi. Mình đã thử nghiệm cái bài mồi này rồi, câu lên rất nhiều cá mè trắng, mè bò và cá trôi. Các bạn làm bài mồi này của mình, các bạn thả mồi này xuống là chiên câu cá mè trắng, cá mè bò và cá trôi thôi, rất là nhảy luôn, bao nhảy luôn. Các bạn câu bài mồi này thì không bao giờ móm. Bài mồi này gọi là bài mồi khoai lang đó. Đây là khoai lang thì đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình 1-2 kg khoai lang như thế này, khoai lang luộc nha. Khoai lang luộc rồi các bạn lột hết vỏ ra nè, bạn lột hết vỏ này ra cho mình, lột sạch vỏ luôn cũng được, hoặc là các bạn nào thích để vỏ cũng được. Hiện tại đây là mình đang có là 2 kg khoai lang đó. Còn đây là cơm nguội nha các bạn. Mình sẽ dùng một ít cái cơm nguội này để ta khi ủ mồi á, nó sẽ có độ cái dính nó cao. Chúng ta con mồi nó không bị rã mồi á các bạn à. Còn đây là cắm bắp nè. Cắm bắp này hiện tại là mình đang có 3 lạng cắm bắp. Các bạn bỏ bắp vô đây nè. Đó, cho nó khô mồi chúng ta lại và mồi ta nó dẻo hơn nha các bạn. Phô mai, 3 lát phô mai nha các bạn. Các bạn bị mình 3 lát phô mai con bò cười như thế này nè. Đó, để tao tạo cái độ hăng mạnh của bài mồi. Đó, bài mồi này là cái bài mồi ủ nha các bạn. Chúng ta ủ từ 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 1 tháng. Chúng ta có ủ càng lâu thì câu nó sẽ càng được hiệu quả hơn. Và ủ nên nhớ là ủ càng lâu, mồi ta sẽ không bị hư nha. Các bạn ủ vài tháng cũng được, hoặc cả năm cũng được, không sao hết. Tại vì cái này là mồi ta ủ nên sẽ không có bị hư. Đó. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn ủ mồi cho các bạn xem luôn. Thì bây giờ này thì những cái thành phần để chúng ta làm mồi, nguyên liệu cuối cùng đó chính là bơ tường an, một hũ bơ tường an nha các bạn nha. Thì bây giờ các bạn mình sẽ bóp bóp nhuyễn cái khoai lang này ra. Đó, khoai lang này là rất là dẻo luôn nha các bạn. Các bạn bóp nhuyễn nó ra. Các bạn nào mà có máy xay đi thì càng tốt, mình thì mình không có máy xay, mình sẽ bóp bằng tay. Đó, khoai lang này rất là dẻo luôn các bạn à. Các bạn bóp nhuyễn khoai lang ra, bóp thật là đều nha các bạn. Các bạn có máy xay mà còn nào có máy xay á, các bạn xay sẽ được nhuyễn hơn mình. Mình bóp tay này á, nó hơi lâu. Đó, nó cũng được 80-90% là nhuyễn. Còn bạn xay bằng máy á, xay bằng máy mà bạn xay bằng tay á thì cái độ nhuyễn nó sẽ cao hơn, nhiều hơn, nó tới một đạt với 100% luôn. Đó, ở đây thì mình đang mua có 2 loại. Một loại khoai lang bở và một loại khoai lang dẻo. Đó, đó thật là nhuyễn ra luôn các bạn. Khoai lang chúng ta rất là dẻo luôn các bạn, dẻo nhẹo luôn á. Bóp thật là nhuyễn luôn nha các bạn. Các bạn ủ càng lâu thì nó càng tốt nha các bạn nha. Ở đó các bạn nè, khoai lang người ta đã nhuyễn ra rồi đó, rất là nhuyễn luôn các bạn ơi. Xong rồi tiếp đến thì các bạn mình sẽ bỏ bơ tường an này vào nè, một hộp bơ luôn nha các bạn nha, hũ bơ bơ tường an luôn nha các bạn nha, nè nguyên một hũ luôn đó, một hũ bơ luôn. Bơ tạo độ hăng nha các bạn. Đó. Hũ bơ. Còn đây là cơm nè. Đó. Bạn bóp nhuyễn cơm ra. Dùng tay các bạn à. Các bạn có máy xay càng tốt, mình không có máy xay mình dùng tay. Bóp nhuyễn cái cơm ra cho dẻo. Độ cái dính các bạn à. Chúng ta quăng mồi á, nó đỡ bị rã mồi hơn.
Đó, bóp diễn ra luôn. Đó. Rồi. Các bạn cho cơm vô luôn. Đó. Coi như là nửa thau cơm nha các bạn nha. Đó. Mình sẽ bóp đều lên nha các bạn. Trộn đều luôn luôn nha. Trộn đều luôn là ok luôn các bạn ơi. Lên mùi thơm hăng rồi đó các bạn ạ. Còn ủ lên nữa thì tuyệt vời luôn. Bao móm luôn. Đảm bảo bạn mà coi mồi này của mình là toàn bộ lên cá mè trắng, mè bò và cá trôi hết. Rất là nhạy luôn á. Bạn mà câu mà chiên mà câu mấy cá này thì không bao giờ sợ bị móm. Tại vì mình đã đánh rất là nhiều lần rồi. Khi mình làm mồi này á, bằng ủ mà vài tầng tháng thả mồi xuống thì chỉ có cá mè trắng, mè bò và cá trôi thôi. Không có gì cái khác. Rất là nhạy luôn và hiệu quả nữa, cái chi phí lại rẻ, không có tốn bao nhiêu tiền đâu các bạn. Đó, rồi đây là phô mai nha các bạn, ba lát phô mai nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phô mai này vô luôn, bô mai phô mai này để tạo ra cái độ hăng, cái độ hăng lên 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 chua á, hăng chua lên men nhanh lắm các bạn ạ. À, hiệu quả lắm. Này, phô mai đây. Đó. Ba lát luôn nha các bạn. Cái này tại vì mình làm mà nhiều quá. Mình làm là tới 2 kg khoai lang nên mình sẽ cho cái phô mai này nhiều hơn. Đó. Còn bạn nào làm 1 kg á, các bạn có thể cho 2 lát phô mai vô. Đó. 2 lát nè. Lát thứ ba nè, các bạn cũng là lát cuối cùng luôn, bạn cho vô rồi các bạn bóp đều lên. Đó, bóp đều lên. Trộn thật là đều luôn nha các bạn nha. Nên nhớ nha, các bạn phải đảo tay cho nó đều nó kỹ chút để cho mấy những cái thành phần này chúng ta nó kết hợp lại với nhau nó thành một luôn. Và khi lúc đó các bạn ủ rồi á, các bạn đi câu cá nó sẽ được hiệu quả hơn. Đó. Đấy. Chúng ta cả đều luôn nha các bạn. Đây đó. Sau khi các bạn đã trộn mà đều xong rồi á, nó sẽ được như thế này. Bây giờ các bạn tiến hành nào, cho cái cắm bắp này cho mình. Đây hiện tại thì mình đang có 3 từ 3 đến 4 lạng cắm bắp. Đây. Cắm bắp nè. Rất là đậu vàng luôn. Đây các bạn nè. Cắm bắp ta rất là vàng luôn nè. Các bạn cho bắp bắp vô. Đó, bắp. Cho hết cái bát luôn vui luôn nha các bạn. Đó. Mình còn khoảng 3 lạng, hơn 3 lạng con bắp, mình cho hết luôn. Và mình bóp đều ra. Đó. Bóp nhuyễn ra, bóp đều ra. Bóp thật là đều luôn nha các bạn. Cho nó kết hợp lại với nhau. Các bạn như vậy được rồi các bạn nè. Các bạn không cần phải cho thêm nước đâu. Tại vì cái này chúng ta ủ hơi khô mà. Đó. Khoai lang chúng ta nó ướt rồi á, bạn ủ nó chảy nó ra nước á, ghê lắm các bạn à. Nên chúng ta không cần phải cho nước đâu. Như vậy đã được rồi. Các bạn thấy có đơn giản không? Các bạn chỉ có ủ nó lâu một chút thôi. Mà chúng ta khi cô gái ta ta hiệu quả. Mùa này nó ngọt lắm các bạn à, thơm mùi hương sữa lắm các bạn à. Đã lắm. Đừng chỉ có đơn giản có khoai lang, cắm bắp, phô mai và bơ tường ngang và cơm nguội. Cái bơ tường ngang á, tạo độ hăng, còn gà phô mai á, tạo độ lên men nhanh, khoai lang á, để tạo ra cái độ dẻo. Cái gì á?
Đó, đó. Các bạn cứ ướp thật là những thực cái đều lên luộc ok luôn. Cái cơm nguội á để tạo người ta cái độ cái dính nó cao á, cái bạn ủ mồi á, các bạn quăng mồi xuống á, nó không nó đỡ bị rã mồi hơn. Và ủ bao lâu cũng được hết, tùy thích nha các bạn. Đó. Rồi đó, ok các bạn nha. Mình đã bấm nướp những cái phần này ra rồi. Đó, bây giờ mình sẽ ủ mồi cho các bạn xem luôn nha. Bây giờ các bạn bị mình một cái thẩu 2 kg như thế này. Đây là thẩu 2 kg nha các bạn nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ bỏ mồi của ta vô trong đây. Bỏ cái mồi khoai lang của ta vô trong đây. Đó. Đây. Chúng ta bỏ vô. Đó. Ta bỏ vô cái tấn của ta đè 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 cho nó kín lại. Đó. Bỏ vô. Bỏ hết 2 kg khoai lang ta vô trong cái hũ 2 kg này luôn. Cho nó vừa luôn nha các bạn. Đó. Đó. Đấy. Rồi ok các bạn đó nha. Vậy là xong cái bài mồi khoai lang chuyên câu cá mẹ trắng, mẹ bò và cá trôi. Đó, thấy không? Đơn giản thôi. Các bạn đậy kín lại và để nơi khô ráo thoáng mát. Đó, như vậy thôi các bạn nha. Rất là đơn giản thôi, có ngay một bài mồi chúng ta câu cá rồi. Cá mè thì các bạn câu về các bạn sẽ chả ra hoặc làm những món khác càng tốt, cái đầu rất là ngon. Đó, đây. Có ngày 2 kg mồi để chúng ta câu cá mè trắng, mè bò và cá trôi. Lên cá các bạn ơi. Tôi má cũng 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 lên ra. Đúng rồi, cho trời. Luôn nổ nè, cũng má. Là quá là mày quá nặng luôn. Con này bự nè, bự ra bự luôn á, con này lớn nè, lô vô nổ nè, cái phao này á, con này bự rồi, má. Cái rồi nè, con này trên ký, con kia cái máy được kìa, con nào đâu, con chó kìa, cái ba cái tư rồi, tính mình về, đi phố rồi tính về, nặng quá các bạn ơi, cậu má tính đem thành phố phải không? Chị thì tối tao ba nhà ba vị sáng đi câu anh em đi làm hôm nay đi lên chơi đi câu nó rồi chứ sáng mai hả đi chơi đi câu rồi bướng rồi bướng rồi luôn rồi cá cái cục khổ mình nặng quá nó nặng má vô đây vô đây lương lượng cá quá à vô đây cá tới rồi nè nặng vậy. Rồi ba cái này mày mấy nước nhiêu mà. Trời trời. Nhỏ nhỏ dính lên giọng rồi. Hai cái sao luôn. Dính bỏng rồi. Dính bỏng rồi. Xuống luôn bên đây. Đây rồi chúng ta. Rồi đi xuống. Biết nữa. Cầu thủ đây mà. Ba. Dính bỏng. Má bự kìa. Nhỏ đâu. Trời ơi trời. Để vô đi. Cầm giác. Để vô đi mình. Chút nữa tao coi. À, cái mày thả giỏng ra. Tao có tay đâu. Rồi mày thả con ra mày xuống mày chạy phao gì chứ. Mày giữ con không nổi nó vô nữa. Mày chạy phao ra đụng nó kéo bắt tiêu sao. Hô 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 cái mày trước. Đánh đặng mày. Còn cứ mấy rồi gì nữa. Được rồi. Làm nhau mày. Thôi. Đang ăn cơm ngon lành nè.
Nè các bạn ơi, đã chưa? Con này cái máy á kéo vách phê luôn. Ok nha, hai con rồi, bự rồi, bò. Hôm nay săn bò đó nha. Bốn con nằm vỏ rồi, với hai con cái gì. Bài mồ đơn giản hiệu quả bất ngờ. Dính cá các bạn ơi, bắt phao rồi. Nữa rồi. Má. Đâu cha? Rồi. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn gù. Nó trong một cách chim. Dính rồi. Má, lên con đỏ đi gù. Gù ơi, lên chắc đỏ đi gù. Con nào cũng bự đâu. Con dính được rồi, ông ngồi cười hoài vậy. Cô mè. Mè trắng. Các bạn mà thấy giờ mình câu câu cá mè, nó câu cá bự hết rồi mình. Nó giả thì đừng có xem cái video của nó nha. Nó câu cá, nó cá nhỏ nhỏ không à. Đâu, nãy giờ nó ngồi được cá. Về đam mê mà. Đam mê gì? Cá mè nha các bạn. Được con cá mè nhỏ nha. Chào mày. Ok. Lên cá các bạn ơi. Lên cá nghe nhạc luôn. Nghe nhạc luôn. Vừa lên cá vừa nghe nhạc nào. Rồi, thành cổ rồi. Vô ơi. Con ba ca. Đi con ra. Cơm đi. Cơm có nhiều không mà mời ta mày. Đủ ăn. Đủ rồi cho ta ăn. Nhanh. Bò rồi. Đánh giỏng nữa chứ. Làm kéo muốn chết à. Bò là vui rồi. Bò các bạn ơi. Bò. Bò. Bò ơi, bò thiệt bò. Bò. Bò luôn. Bò. Hôm nay săn bò. Bò bò rừng. Nãy giờ cá này chết ha mình ha. Chưa kịp ăn cơm mất luôn cái phao. Này 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 Minh có con nha. Các bạn ơi, được con mè bò nữa nè. Mình đang bệnh này ăn cơm mà lo mất luôn cái phao, đã thiệt cái chứ. Okay. Ok nha. Cái quần lên đó. Chuẩn bị ăn cơm. Và kêu cái mất hú bắt đuôi cái phao, đã thiệt chứ. Lên cá các bạn ơi. Mất đâu phao rồi. To á, khá bự á. Mè rồi. Bự rồi. Các bạn ơi. Đúng là đam mê đó. Nó câu mồi cấp chim. Chim à? Nó đang cấp chim. Cho nó ăn hay cái mày không biết nữa. Cái mày nó đói nó ăn đó. Mày mấy bạn mất tao. Nó về với cái bị dao này, năm nào nó còn đang cái máy tao hết á.
Đây. Bự. Cái dao này nè. Sao? Năm nào nó đang tăng máy tàu hết. Hồi cho mà máy nên thử coi có nó không. Tao bực ngồi luôn rồi chứ bự mày hỏi gì. Trời ơi tao. Tao bự rồi. Tao nói ngay mày bự mà. Rồi các bạn ơi. Bự em. Bự xíu coi. Lép vợt nè. Lấy cái vợt của mình. Một cái ra. Cái này vào lên cũng xuống lùng công nha. Em có cá thì vô trời. Ai hả đó để tìm con mua đồ đồ ăn anh. Chơi mình. Mẹ. Nè. Mẹ các bạn ơi. Cho bả luôn nè. Đã chưa? Mẹ bò. Trời ơi, tao văng luôn nè. Đã không? Còn á, nó đi. Nướng. Làm gì? Nướng làm gì trời? Cuối. Bắt lửa nướng nữa làm gì nữa trời? Phải các bạn. Đã chưa nè. Nguyên cá mè luôn. Trời con này. Trời ơi, quá rồi mày qua veo cái dao đó tắt lên máy đồng nó còng nữa. Con này chỉ mấy á. Sướng. Đó đó đó. Lên cá các bạn ơi. Cá các bạn ơi. Đục bình quá à. Trời ơi. Dính cá rồi, dính cá rồi, dính cá rồi. Chưa khó cái bình các bạn ơi. Lên cá nha, lên cá nha. Có bạn, có bạn. Hả? Cá to không? Bây giờ bình nhiều quá rồi sao giờ? Chịu các bạn ơi. Cá mạnh lắm. Cá này nó mạnh hơn ở ngoài hồ trong u nhiều. Cố lên bạn ơi. Mình ừ rồi rồi hai cần luôn rồi các bạn ơi. Lục bình kìa bạn ơi, kìa nó tóc qua phía bên kia quá trời luôn rồi kìa. Đó anh bạn mình đang cố gắng quay cho nó vô các bạn ơi. Kìa lục bình nhiều quá các bạn ơi. Nè bây giờ biết sao nè, lục bình quá nhiều các bạn ơi. Trời trời, nhưng mà không sao các bạn ơi, có cá là vui rồi các bạn ơi. Còn dính không bạn? Còn hả? Chắc nó dính hai ba lưỡi của nó rồi. Cái này mình câu bơm chứ không phải là câu cái phao của cá mè. Câu bơm lăng xe thôi. Tại vì cái vợt nó bữa câu bị gãy rồi. Chưa có mua lại được. Cố lên bạn ơi. Còn hết cái cần rồi. Trời trời. Cố lên bạn ơi. Gần tới rồi. Gần tới rồi bạn ơi. Vô bạn ơi. Vô. Đâu có tiêu ta. Kìa. Thấy không? To không? Trời ơi to. Chào bác các bạn ơi. Rồi. Trời ơi. Thấy không? Trong đó còn không? Thấy luôn, thấy rớt cá luôn. Cái này các bạn, cái này không phải là do mình kéo mạnh các bạn à. Lục bình nhiều quá mình không xử lý kịp. Chấp nhận thôi các bạn ơi. Bây giờ mình phải cố gắng để mà mình đẩy lục bình cho nó ra ngoài kia kìa. Để mình có chỗ đem công nữa các bạn à. Rồi các bạn xem tiếp video của mình nha. 2 kiếm mấy á.